Nhìn thôi. Nguyên một cái bộ xương lớn lắm. Đâu? Trời ơi. Trời ơi. Xương con gì vậy trời? Bộ xương nè. Trời ơi anh. Xương xương nó nhúc nhích luôn á. Bộ xương. Phải không? Phải. Bộ xương lớn lắm. Mình chết nổi luôn mọi người. Ói luôn rồi nè. Ói luôn anh. Hồi nãy sợ quá, với lại nó cực kỳ hôi luôn quý cô chú chị, nên mấy anh em chạy ra. Bây giờ mấy anh em sẽ lấy hết can đảm đi vào để xem bộ xương đó là bộ xương gì em ạ. Ừ, thật sự nó hôi quá. Đồng kính chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Hiện tại Đồng đang có mặt ở Phan Rang, đang đi tuyến đường ra Phan Rang, đang ngồi uống nước ở một cái quán vỉa hè được một bà con giới thiệu cho Đồng. Một ngôi nhà rất là kỳ lạ và hái hùng nằm trên một ngọn núi. Khi nghe cái người bà cô chia sẻ là một cái ngôi nhà mà nằm trên đỉnh núi thì có điều gì đó kỳ lạ vậy rồi. Và cô còn nói là ở trên đó thường xuất hiện những cái điều gì rất là lạ kỳ luôn. Do vậy Đồng muốn lên đây tìm hiểu, khám phá căn nhà bỏ hoang trên đỉnh núi gửi tới cho quý cô chú anh chị. Hy vọng quý cô chú anh chị yêu thương và đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Ủa Kha ơi, sao ở chỗ này lại có một cái ngôi nhà kỳ lạ mà trên ngọn núi vậy ta? Em cũng không biết nữa, nói chung là từ khi em biết cái đây chỗ núi này có cái ngôi nhà là nó đã bỏ hoang rồi. Nhưng mà cái điều làm cho em thắc mắc đó là vì sao chủ nhân của nó lại xây ở trên cái đỉnh núi như thế này. Bởi nói về cái vấn đề mà điện hoặc là nước sinh hoạt đồ á thì trên nó không có. Nhưng mà làm cho mình thắc mắc đến bây giờ em vẫn còn hoài nghi mà, cho nên là hôm nay em mới trở lại đây. Căn nhà lúc trước em có tới một lần rồi. Vậy hả? Nhìn nó rất là âm u lắm. Ghê lắm hả? Cái này canh tối em bảo đảm anh đi một mình chắc anh không dám vào đâu. Trời ơi, ghê lắm. Tại vì biết sao không, nhà dưới nhà bình thường dưới những khu vực dân cư á, mà đã bỏ hoang đã ghê rồi, nhà này là trên núi nữa. Mà nghe ông bà nói là trên núi thì nhiều vong linh lắm. Thì là ở trong cái ngôi nhà này á, là không biết có cái gì hay không, nhưng mà dán bùa rất là nhiều. Ghê vậy? Trong ngôi nhà bùa rất là nhiều nha anh. Không lẽ ngôi nhà này ngày xưa là của một cái vị pháp sư nào đó liên quan đến bùa ngài ta? Em cũng không biết nữa, nhưng mà trong nhà có bị vấn là gì đó mình không biết hay không, nhưng mà bùa chú dán rất là nhiều luôn. Làm cho em thắc mắc đến bây giờ. Hình như là ngôi nhà là ở hướng bên kia ha. Cái đường đi rất là khó, nhưng mà bây giờ em cũng không định hình được, tại ở đây là đỉnh núi mà. Mình đi lộn đường cái là nó lẹ qua tới bên kia luôn á. Trời ơi, phải có cái đường đi lên của nó mới được. Hầu như xung quanh đây là quý cô chú anh chị không có một bóng người luôn. Đúng rồi. Sao lại có người sinh sống ở đây lúc trước ta? Kỳ. Điều rất là lạ. Bây giờ theo như em nghĩ là mình phải đi lên hướng này nè, nó thấp nè. Hướng nào? Đây đây, qua đây đi. Nếu như nó lẹt thì mình còn nhảy lên trên kia được. Chứ bị lên trên kia nhiều khi á nó lố một cái mắt cọc đi vòng xuống lại. Hãy qua hướng này đi. Hướng này đi lên. Hiện tại là hai anh em lên tới đây cũng gần 12 giờ đứng bóng rồi. Này, nhìn bóng của em Kha này, đứng bóng đây này. Đứng bóng dậy là 12 giờ á. Trời sao mà ác vậy ta, sao mà khám phá nhà hoang trong núi mà giờ trưa nắng luôn rồi trời. Mà giờ 12 giờ trưa rồi, giờ linh không á. Giờ linh đó anh. Đi thôi. Anh nãy anh có chuẩn bị hương đồ để lên khấn xin ta không? Có. Ok. Cái đường này lên này mọi người. Ui. Thực sự trước giờ thì Đồng đi khám phá rất là nhiều nhà hoang rồi. Mà hôm nay lại gặp một cái nhà hoang mà nằm trên đỉnh núi như thế này thì rất là lạ kỳ luôn. Trời rất là nắng luôn. Nắng quá luôn anh. Ờ, cái đường này thì cực kỳ khó đi luôn quý cô chú anh chị. Ui. Ui. Sao hả? Khó đi luôn. Cái nước để trượt, trượt, trượt té xuống đây là mất mạng. Nói chung anh em đi cẩn thận á. Trượt té cái là nó xuống, tại trời mưa á. Nó lửa đất á rồi còn mấy cục đá li ti á, mình dậm cái nó trượt nó lăn xuống luôn á. Quá dữ luôn. Ừ. Giờ này cũng 12 giờ trưa tháng 4 rồi chứ. Đi đi. Không biết đúng đường không ta? Ui, ngôi nhà đâu? Bên đây này, ủa sao nãy mình dưới mình lấy mình lên này mất tiêu rồi ta? Hồi nãy cái cô kia chỉ là đi lên hướng này mà. Hướng này nè anh. Ui, không lẽ lên đây cái ngôi nhà nó biến mất rồi.
Ủa đâu ta? Ở đâu? Có nhà đó mất tiêu ta. Ủa nãy mà thấy bên đây mà ta. Nãy mà thấy rõ ràng đó mà đúng không? Bên đây nè. Có thể là nằm sau cái mỏm đá kia em. Bây giờ mình lên trên đây mình coi thử đi. Trời ơi. Trời ơi, trưa nắng nóng ghê luôn á mọi người. Kinh khủng thiệt á. Cái đường đi thì nó cực kỳ là khó khăn luôn. Ừ. À đây, bên kia kìa. Ê. À thấy rồi bên kia. Thấy chưa? Bên kia thấy rồi nha. À thấy rồi mọi người. Thấy rồi cả quý cô chú anh chị ơi. Đấy. Ôi, hình như nó nằm trên một cái vách đá luôn á. Đúng rồi. Đó, anh qua đây anh nhìn anh chị em này. Rất là ly kỳ luôn. Trời ơi, ngôi nhà được xây dựng rất là đồ sộ nha. Nhưng mà rất là đồ sộ luôn. Ừ. Nhìn xa xa ớn ha. Nhìn xa xa ớn lạnh. Cái này mà em bảo đảm ban đêm anh vào một mình không dám vào luôn. Trời ơi, ban ngày em một mình còn không dám vào nữa ban đêm. Thì bởi nó rất là bây giờ qua hướng nào cho nó. Ôi, nghe tiếng gì kêu. Cái gì ông nói vậy? Không, anh nghe tiếng gì kêu rất là rõ luôn á. Em cũng mới nghe. Từ em cũng mới nghe cái tiếng gì đó. Đúng không? Từ nghe chút. Không biết lên hình ảnh thì thấy rõ ta. Anh biết sao không? Cái núi này bây giờ là không biết có cái gì hay không, nhưng mà ngôi nhà ở trên núi sợ biết sao rắn lộ vô ở. Bởi giờ này giờ mát mát nữa, vô đó ở ngoài nắng ở trong nó mát. Sợ rắn nữa. Mình giờ đi đường nào em? Bây giờ qua bên đây đi anh. Hy vọng là đừng có gặp mấy con rắn to nữa nha mọi người. Ủa ở trên này có bác sĩ ở trên này không? Em không có biết. Nói chung là ở chủ nhân của ngôi nhà này là một người nào đó mà mình chưa có xác định được. Người ta bỏ hoang đi từ rất lâu rồi. À. Bây giờ nãy còn... nãy anh uống nước dưới kia thì nghe cái cô bán nước á. Nói là người này bỏ hoang rất lâu rồi, giờ hình như đã về Sài Gòn sống được mấy chục năm trên đó rồi. Có thể là như vậy. Thôi cái đường này xương rồng sao vô. Cố gắng thôi anh, bây giờ cái đường lên cái ngôi nhà này thì một là chỉ có bên đây, còn hai là đi bên kia là phải leo lên đá. Trời ơi. Hồi đó em nhớ em đi một lần là leo lên đá hay sao, không phải đường này đâu. Hy vọng là đi đúng đường. Cái này mà nó dắt vô người chắc chết luôn. Ừ, cẩn thận đạp gai nha anh. Gai xương rồng. Gai nè, gai nhiều lắm á. Quá dữ luôn. Ôi, nó móc em hay sao á. Cái này đúng là nhà hoang thiệt này. Ừ. Ui da. Ui. Rồi xong. Thôi đâm em, cẩn thận. Gai đó, gai táo anh, cẩn thận á. Ui trời ơi. Ôi. Hôm nay mình qua được rồi này. Ngôi nhà kia. Ừ. Rồi dính luôn. Cẩn thận anh, cẩn thận. Ui. Nhìn thấy em đâu không? Anh nhìn thấy rất là ghê. Dưới kia. Ở dưới kia hình như có cái khám này. Ấy, có cái gì nữa kìa. Cái khám này là cái miếu ở dưới kia nữa kìa. Đúng rồi. Nhìn rất là u ám luôn. Thì ủa, xa nhìn chỗ cái cửa giống như tấm bùa đó, màu vàng kìa. Bùa đó anh. Bùa hả? Ở trong nhà còn nữa. Trong nhà còn bùa. Ồ, nhìn ớn thiệt. Thì bởi. Rợn tóc gáy luôn. Vào trong nhà mới thấy ghê. Rợn óc luôn. Sao cũng sao chưa nắng rồi em lại nổi da gà ta. Mình đi. Hình như mình đi vòng trên này xuống. Đi vòng đây được anh ơi. Bắt đi. Cẩn thận nha mấy anh em, coi chừng đạp gai nha. Ơi, có lối đi vô này. Có lối đi này. Cẩn thận á. Gai không á? Trời ơi. Gai đâm là phọc máu luôn. Nhức lắm á. Gai đâm nhức lắm. Ngứa đúng không ta? Nó ngứa mà nó nhức, nó ăn vô. Cây này có trái luôn à? Trái này mình ăn ngon lắm anh. Nè. Cái trái của nó mình ăn rất là ngon. Đây phải không? Đúng rồi. Này. Lần đầu tiên thấy trái xương rồng luôn. Đó. Trái đó mình ăn ngon lắm. Ăn được không? Được. Thôi đi vô nhà hoang ăn. Ok, bây giờ mình đi review nhà hoang mà. Ý là ăn là sợ bị phạm nữa. Còn mấy anh hái về mớ nó dành về nhà ăn. Đi. Dạ đi. Nắng quá. Khi đồng bước lên đây mà có cảm giác ngôi nhà mà nằm một mình trên đỉnh núi. Và được thiết kế rất là kỳ lạ luôn quý cô chú anh chị. Đây nè mọi người, xem nè. Hình như em Kha đang... đang tìm cái đường vô. Đi qua đây anh, qua đây anh. Thấy đường vô rồi. Tại lâu quá em không có lên lại cho nên quên đường. Ui. Em thiết kế nhà này kìa, thấy kỳ kỳ sao ta? Sao anh? Thiết kế kiểu kỳ kỳ ha. Ý là xung quanh á. Bây giờ nhìn lại em thấy ngộ rồi nha. Lạ luôn. Căn nhà thiết kế cái như thờ pháp ấy. Và nó giống như một cái nhà thờ hơn là một cái nhà ở. Chà, dây điện kìa. Còn dây điện luôn. Ủa trên này mà có kéo được điện lên đi đường nào ta? Em cũng chả biết nữa. Nói chung là cái nguồn điện lên tới đây là không có. Ừ. Nhưng mà ở trong đây lại có dây điện. Lạ thiệt.
Ui. Cái gì vậy anh? Trời ơi, làm gì? Này. Giờ này. Trời ơi, gai nó đâm xương dép anh luôn nè. Đâm xương dép vô chân luôn rồi. Đi nữa nè, Ây da, cái tay này dính gì nè. Ui, em rút không ra luôn nè. Hay quá trời luôn. Bộ dép em có không? Hay đập chúng ngại trời. May mắn, không có, may mắn chứ em không có. Trời ơi, ghê quá anh ơi. Anh nghe đau quá. Cái này dính gì ta? Đâu. Lông vàng nè. Gai á. Gai của cái trái lúc nãy anh biết không? Trời. Trái gai lúc nãy á, anh phủi ra đây coi chừng nó ngứa lắm. Ôi, giờ này mấy anh em mình đến đây. Mấy anh em nhưng mà vẫn thấy cảm giác lạnh trong người đúng không? Bây giờ anh coi này. Tự nhiên cái đây là một cái cửa sổ thiệt. Tự nhiên cái kế bên họ làm thêm một cái cửa sổ giả nữa. Kỳ hết. Rất là kỳ lạ luôn cái điều đó, mình trời cũng à. Thấy lạ nãy giờ. Rất là lạ, kiến trúc okay. Rất là lạ luôn. Đi vô đi, đường nào ta? Xuống đây, anh đi cẩn thận đi, phải xuống đây mới được chứ không có qua kia được, gai lắm. Ô, đường đi nguy hiểm trời. Có chừng trượt đá nha anh. Quá nguy hiểm luôn. Ừ. Trời ơi. Nhảy đây nhanh lên. Chóng chóng mặt luôn rồi. Mày gì sợ đồ cao nữa. Mình nhảy từ từ. Từ từ em nhét cái chai nước để nó rớt cái mắt uống. Thấy bóng mát rồi. Mình cố gắng mình vô đây vô nè, mét này. Ôi. Ê, có gì á? Núi gà anh ơi. Rồi, trên kia nhìn thấy chưa? Trên kia có cái tấm bùa kìa. Nhìn thấy lá bùa chưa? Có rồi. Nhưng mà cái điều này lạ lắm anh. Bây giờ em mở cửa ra nha. Có 3 tiếng. Chỉ có 3 tiếng? Ừ. Phải hỏi cái gì sao lại gõ? Trước khi vô một căn nhà hoang đang bị đóng cửa yeah. Là phải gõ 3 tiếng giống như mình xin phép chủ nhà vậy đó. Có cần nói gì không? Không. Không đúng không? Gõ 3 tiếng. Được chứ? À, giống như mình báo hiệu là mình đang tới thăm nhà vậy đó. Mở ra em cho anh thấy cái này rất là lạ này. Trời ơi, tấm bùa bự cực kỳ luôn. Ừ. Ngay giữa chính nhà luôn á. Wow. Ui sao mở không được. Ui sao. Ôi, nó dính. Dính phía trên kia trường nó sạc xuống. Thôi em mà từ không có chốt. Từ từ nha. Không đẩy vô trong. Không được, đẩy vô trong được cái cửa này mở ra. Không được luôn. Ủa sao? Okay. Ủa, rồi làm nhà không cho cửa đi lên hả? À, bên đây có cái cửa đó anh. Đi qua bên đây. Thôi, để em nhóm qua nha. Qua, mọi người. Bên trong nhà có một cái tấm... Trời ơi, sao cái ngôi nhà này bây giờ nó khác dữ vậy? Bát quá. Trời ơi. Rất là lớn. Mấy anh em bước ra đây cẩn thận nha. Đây nè. Đó, bước theo coi trong em nha. Bị cái gai gì quý cô chú, cái lông gì á. Cái lông gai anh. Quá. Nó ngứa lắm. Lấy một ít nước rửa đi. Bây giờ mấy anh em bước cẩn thận nha. Coi chừng nó tiếng nha. Bước theo em này, bước theo chân em nè. Bước lên. Ô trời trời. Được rồi. Nó nổi. Rồi sao leo lên. Mày qua đây dễ hơn, anh đừng vô đó. Nhưng mà ở cái chỗ này nè, nhìn dễ ngay. Em biết vì sao không? Sao anh? Điều kỳ lạ, nếu mà mấy cái tấm vải bùa này mà treo ở góc nhà không sao. Treo ngay chính diện dưới cái nhà này. Em vô được rồi. Ghê không? Trời ơi, nổi hết cho gà luôn. Vô trong đó cảm giác làm sao? Lạnh quá. Trời ơi. Anh vào trong đây anh thấy rất là kỳ lạ luôn nè. Bây giờ lên đường này. Mấy lên đường này. Em lên đường này cho dễ lên. Lên anh lên đường này nè. Đó. Đi qua đi. Em phải nhảy vô ngôi nhà này. Rất là kỳ lạ rồi mọi người. Và có một điều á em. Chào anh. Khi vào những căn nhà hoang yeah. Thì mấy cô chú lớn tuổi xem kênh á, nó chỉ gọi bằng anh em thôi, không nên gọi tên. Đừng kêu tên nha. Không gọi tên. Gì vậy? Sao cái dép nó vậy? Mất dép luôn không? Trời ơi. Thôi để đó, tạm thời đó, đừng có quay lại nữa, có chừng rắn á. Vô đây. Hiện tại anh để đó đi. Em đã được vào được căn nhà. Ngay giữa chính ngôi nhà, người ta nói là đúng là chính giữa ngôi nhà luôn á. Em thấy anh thấy ghê không? Bù này nếu như thường là ngôi nhà người ta treo cái bù bếp quá anh thấy không? Nhưng mà cái này người ta không có treo mà người ta quẻ nguyên cái lá bù giấy luôn. Và chứng tỏ là không có đơn giản nha. Và dưới tấm bùa em thấy có hai hũ không? Cái đó lại làm cho em thắc mắc nãy giờ nè. Hai hũ đó anh nghĩ là đựng cái gì trong đó đó. Dạ. Đây, anh quay lại đây anh coi. Anh coi cái ghế này. Tại sao người ta lại để bóng điện ở đây? Tại sao người ta lại để bóng điện ở đây? Mà chỗ này đâu ai sống đâu ta. Thì đúng rồi đó. Anh nhìn coi nè. Trên kia anh thấy cái gì không? Cái gì nhẹ nhàng anh thấy không? Cái này là cái con của thợ hồ á. Và trên đó anh thấy có rất là nhiều bát nhang kìa. Ừ. Này, đó.
lưu hương. Ồ, rất là rùng rợn nè. Ủa cái anh kia đâu mất tiêu rồi ta? Sao vậy anh? Bị gì đó vậy? Ở đây bước lên giống như một mớ hỗn độn á. Nhìn rất là ghê luôn này. Rất là nhiều cuốn sách nè. Anh thấy không? Ngôi nhà này chắc chắn là không có người nào dạy học hay là học sinh ở đây cả. Nhưng mà có rất là nhiều cuốn sách này. Ui trên này nè, rất là nhiều nhang luôn. Cái này giống như thiết kế một cái bàn thờ ta. Đúng rồi. Mà bàn thờ thường thường là hướng vào trong nhà, tại sao lại hướng ngang? Cái này là trang thờ nè. Trang thờ sao hướng ngang? Không, bên rồi. Này có cái. Bên này cũng có cái trang này. Bên này cũng có cái trang đó. Đây. Qua đây. Đây, bên này có lư hương luôn nè. Lư hương luôn. Anh nhớ ra rồi, anh nghĩ là hai cái trang thờ này nó giống như là nó yểm cho cái lá bùa này nè. Phải không anh? Nó hỗ trợ. Đây nữa. Ừ. Nó ở chính giữa mà. Sao quê vậy anh? Giống như trong các cấp tướng á, ở giữa là tướng, hai bên là những lính, người lính á. Hồi nãy giờ mọi người để ý có hai cái hũ gì trên đó chưa? Thấy, em có thấy rồi. Hình như là một hũ muối và một hũ gạo thì phải. Em cũng không biết nữa, chắc là... Camera nó mới hiện lên cái gì á? Cái gì vậy anh? Phải mới thấy chớp chớp á. Chớp chớp ngắn rồi nè. Ra đâu anh không? Đúng rồi. Rồi. Đâu? Nó kéo xuống rồi, cái nó kéo lên lại. Lát nó về mở xem lại làm đúng video rồi. Là biết rồi. Có lẽ mình giờ mình nên check in lại. Đúng rồi. Giờ mình nên mở camera xem thử. Mình vô đi chụp gì không? Phan. Đây. Cái này là cái được chứng minh đấy anh. Đây là cái tờ lịch. Anh xem này. Anh xem cái tờ lịch này, thấy không? 2008 đúng không? 2008. Vậy là đây là cái tờ lịch cuối cùng. Tờ lịch cuối cùng cái ngày mà. Rồi khi nghe em nói cái tờ cuối cùng, tự nhiên anh nổi hết da gà luôn. Anh xem đi. Đó. Ngày 31 tháng 12. Tháng chạp mới đúng. Tháng 12 nè. M2 là 12. Ừ. Năm 2008. Nó cách đây mười mấy năm. 14 năm. Nhưng mà cái tờ lịch này là cái tờ lịch cuối cùng. 14 năm đúng không? Đúng rồi, 14 năm. Còn đây là khung cảnh bên ngoài này, quý cô chú chị. Nếu mà cho ở đây một đêm chắc không dám ở luôn. Rất là ghê đúng không anh? Trời ơi, trên một cái đỉnh núi cao chứ. Ui, gì anh ơi. Có một chùm lông một chim này. Ui, không biết cái máy em có không ta? Hả? Tự nhiên trong kia có luồng xanh kìa. Phải không anh? Ừ. Máy em không có thấy. Ê, luồng xanh đâu? Trời ơi. Sao ở đâu có luồng xanh ta? Em không biết. Ánh xanh. Ôi. Nhưng mà tự nhiên cái chút hiện một chùm lông chim ở đây ghê vậy ta? Nè. Thấy không? Ui, cái phòng này còn móc đồ kìa. Đâu anh? Trời ơi, có con gì kìa. Đâu. Đúng đó. Ôi, con tắc kè. Ui. Trời ơi, bự dữ. Wow, tắc kè. Ủa, mà sao móc đồ còn nhiều dưới vậy? Hai con tắc kè luôn. Trời ơi. Con bên này nữa này, bên móc đồ nữa kìa. Sao nó bự dữ gì trời? Kìa. Bên này nữa kìa. Ui, ui. Bên này lên, lên. Còn bên đây con nữa nè. Bây giờ mình vô thử đi, vô phòng đi. Để anh vô cái chặt. Ủa, nó chạy qua kìa. Nó chạy qua. Con này giống như con á. Ui, bốn con luôn, trời. Gì á? Ba bốn con luôn, ổ luôn. Trời ơi. Ui, nó chạy kìa. Dưới chừng còn có nữa kìa. Con này, con không có nữa. Con đây nữa nè. Quá trời luôn trời. Ui. Hey. Có một điều kỳ lạ em để ý không? Sao anh? Cái phòng tắc kè nhiều á là nằm sau tấm bùa. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy ta? Ôi, tự nhiên anh nổi hết chưa gà rồi. Im ướm lạnh cho. Ra thắp nhang đi, quên rồi. Thắp hương xin. Thôi, chạy. Nổi ra, nổi cái ốc mà được. Mạo phạm rồi mọi người. Thắp hương mấy này mà thắp hương. Ê, anh cầm máy em đi, thắp nhang nha. Máy. Thắp đây hả? Thắp đừng đây nè. Bàn thờ nè. Anh thắp đây. Bàn thờ đó. Để anh thắp hương cho mọi người. Ôi, tự nhiên gió lớn. Cẩn thận.
Nói chung là hồi nãy đến giờ mấy anh em vô mải mê đi khám phá quá, giống như có gì lôi cuốn á, mà quên thắp nhang luôn. Em cũng không hiểu luôn á. Hồi nãy dưới anh em mình nói lên là thắp nhang trước đúng không? Dạ đúng rồi. Mà vô đây giống như có cái gì cuốn mình á. Khi mà vô phòng giờ mấy áo em mới nhớ. Vô đây cảm giác lạnh người luôn, quên hết tất cả mọi thứ. Có mỗi lần nhìn lên cái bàn thờ là em ướt lạnh. Chắc giói lên thắp ha. Giói lên. Cứ để cũng tứ hướng đi, tại vì mình không biết là cái người sống ở nơi đây đang ở hướng nào. Ok. Né ra không nghe, em vái anh luôn á. Rất là ghê luôn. Thì hôm nay anh em được giới thiệu một cái căn nhà bỏ hoang trên đỉnh núi, nhìn rất là lê kỳ luôn. Nên anh em muốn tới đây để chỉ để khám phá căn nhà để gửi tới cho mọi người xem thôi, không có mạo phạm gì hết. Nếu mà có mạo phạm gì, mong những vị ở đây bỏ qua. Cao sau tới này. Vậy là được hả? Được chưa? Rồi đi tiếp đi. Bây giờ nãy giờ là cái căn phòng đây mình đi rồi. Bên trong chỉ còn 2-3 căn phòng. Vô đây sao tự nhiên cái mặt của anh nó cảm giác nó có cái gì đó ngợp ngợp á, nó muốn chóng mặt á. Ngươi vậy anh? Ừ. Hiện giờ con đi được không? Con đi không? Cảm giác giống như là răng răng á. Sao ớn vậy trời? Ừ. Cái rầm rầm cái cơ thể rồi, mình á. Rồi sao anh muốn vô nữa không hay là ra? Ôi chắc. Ôi, cái tiếng gì đấy? Rồi, tiếng gì kêu á? Anh mới nghe không? Nghe. Như tiếng rắn gì, như tiếng rắn vậy. Đúng không? Nghe ớn lắm. Tiếng rắn rắn gãy á. Không không, muốn bỏ chạy. Cứ như tiếng rắn hổ mèo mà lúc nó xà lên chuẩn bị nó phun bơi bơi. Ghê quá. Phải. Mà em hả? Vô cái nhà này anh thấy cái điều gì, một cái vật gì trong đó này cũng kỳ lạ hết. Đâu? Kể cả cái cái tổ vò mối này nhìn cũng ghê không? Như cái mặt người, sọ người. Uống gì trời? Nè. Anh làm em giật mình hết luôn anh. Thiệt chứ bồ. Đi đi. Cái điều em thắc mắc là tại sao có chùm lông chim ở đây à? Hay là con rắn nó ăn con chim anh? Bởi. Em mới nghe tiếng rắn kỳ luôn á. Thiệt. Có nghe. Cẩn thận á. Bây giờ mình phải vô thôi, chứ không vô không được. Này này, lông chim nè. Ui, em ơi, cái kia có cái gì lạ chưa? Chơi rủa không? Đâu không? Cái này nè. Cái này là cái gì? Nó có đầu đạn nữa, cái đít đạn. Đít của cái trái đạn á. Và thuốc nữa nè. Ừ. Kỳ vậy đó. Tiếng gì vậy anh? Tiếng gì cốc cốc vậy anh nghe không? Anh lắng tai nghe. Có tiếng gì cốc cốc. Ui. Ui, ở cái phòng này nè. Đâu. Rồi, hình người thiếu nước kìa. Trời ơi. Này nè. Tiếng nữa nè các bạn. Rồi. Và trên này có cái tấm rất là kỳ lạ nè em. Cái tấm này tấm gì ta? Chắc anh nghĩ là phòng này có gì đó. Anh vô thử. Đây đưa cậu cầm đèn đi vô cho. Rồi. Có cửa. Có 3 tiếng. 3 tiếng mạnh lên. Ui. Ở đây đồ quá trời quá đất luôn. Người nhìn. Wow. Úi trời. Gì vậy anh? Ui. Đồ còn nguyên luôn á. Anh ơi. Em thấy một cái hiện tượng cực kỳ tâm linh luôn anh ơi. Sao? Ra. Cái dãy rắn này. Cái dãy rắn trong cửa này. Ôi trời, nó bằng trên cửa luôn đây. Không, cái dãy rắn nó nằm ở trong cửa này. Nó ghép qua đây luôn nè. Đấy, nó vô đây, cái đầu vô. Trời ơi, sao rắn dài vậy? Nhưng mà ở đây có bộ đồ còn nguyên em. Lạnh người luôn á. Ừ. Đây này. Bộ đồ nam hay nữ? Đồ này đồ nam hay nữ? Rồi, đồ này. Đồ nam. Ôi. Hết hồn luôn. Ê chà. Trời ơi. Tại biết sao mới mở cái cửa ra cái đồ màu trắng nữa. Nghe có tiếng bước chân. Có. Đó ra. Ở đây thì còn đồ rất là nhiều quý cô chú chị ơi. Đồ mặc này. Rất là nhiều đồ và rất là nhiều cuốn nhật ký ở đây. Sao ạ? Sao? Vậy. Nào nóng chút, anh tắt. Vậy. Hả? Nó nóng quá, nó đờ. Ở đây có...
đơn xin khiếu nại phương án giải quyết bất hợp lý của đội thi hành án. Gơ gì anh? Thôi. Thi hành án gì đây nè? Ui. Ui, có cái nào liên quan tới chủ nhà không ta? Giấy tờ quá trời luôn. Thi hành án. Wow, rất là nhiều giấy tờ luôn. Ôi, bên này em. Em lật cái bên này lên coi. Bên này có cái gì á? Từ từ nha. Giống như hình. Giấy khen này. Giấy khen này. Đội sản xuất chế chạt nước. Đội công trường xí nghiệp muối Cà Ná. Năm 2005. 2003 đến năm. Nhiệm kỳ á. Rất là lâu rồi. Rồi dưới có cái nữa kìa. Giờ được không? Được. Ủa sao? Trời ơi. Mố luôn. Nó ăn hết luôn rồi. Ừ. Mất hết cái hình rồi. Không thấy nữa, không thấy nữa. Trời, chỗ này nóng quá, đi ra đi. Đi ra thôi, nóng ghê luôn. Rất là nóng. Ôi, trời ơi. Đồ. Ghê quá. À, ở trong này nóng mà thúi lắm. Thúi mà thúi lắm. Thúi cực kỳ. Chịu không nổi luôn á. Bây giờ mình ra cái nhà xong rồi đi. Không kia đâu rồi. Mình ra cái nhà xong rồi. Không, nhà sau này này, nhìn vô camera đấy. Cái ánh sáng rất là kỳ. Em cũng chả biết nó tại sao. Ánh sáng như kiểu dưới địa ngục trần gian vậy. Anh nói gờ gì anh? Nổi rồi gà anh ơi. Cám sẵn luôn. Ừ. Không, bây giờ đi lên đi. Ui rồi ơi, trang thờ anh ơi. Sao chỗ đó đồ cúng nhiều dữ vậy? Em có biết đâu. Trên kia kìa. Ở đây nữa nè. Mọi người có để ý rằng một điều. Trong ngôi nhà này tuy rất là nhỏ nhưng mà trang thờ, bàn thờ rất là nhiều không? Thì bởi cái đó là vấn đề. Ui chua, nó hôi. 4-5 cái luôn. Trong căn phòng này nó bẩn gì anh? Thúi ghê ghê. Ôi, có cái dấu đốt hả? Không phải đâu. Không phải đâu. Trời, cái gì vậy? Hồi quá rồi. Trời, có ống chích nữa nè. Ôi, trên đây nè. Anh! Cái gì vậy? Ở đâu rồi ta? Cái gì vậy? Không biết đó. Ôi! Ở đâu vậy? Nghe tiếng lớn ghê á. Ừ. Ủa sao? Anh đang quay cái lưng lớn kìa. Giống như là có một cái gì đó bằng kim loại. Ủa? Phải tiếng hộp lon này không? Cái tiếng gì rất là kỳ lạ luôn á. Phèn phèn, để im. Từ từ, anh em mình cứ bình tĩnh. Để nghe lại một chút thôi con. Hồi nãy anh đang quay cái lư hương này nè. Xong rồi tự nhiên nghe tiếng rất là lớn. Ê, 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 ê. Tiếng gì hú vậy? Ở đâu đây? Trên nè. Ở đâu đây? Trên mấy tố. Nó hú như người nha anh ơi. Ở đây đồ cúng rất là nhiều luôn. Và do bị bỏ hoang lâu á nên không ai lui tới nên nó rất là bừa bộn. Ui, dưới này có than gì nữa này. Cái này than đúng không? Cái kia cái gì mà nhiều dữ vậy? Cất cất. Trời ơi, cất giá đó. Ghê vậy. Cái này là cái gì ta? Cái này không phải than đâu. Cái gì kìa? Cái gì á? Đừng có đụng vô. Tối nhau đừng có đụng đồ của người ta nha anh. Đôi khi mình xúc phạm người ta mình không biết luôn á. Không. Rõ ràng những cái âm thanh gì đó nó hú ghê lắm mà sao kỳ vậy ta. Còn âm thanh lúc nãy. Có cái nước gì rồi. Thôi à. Không biết nước gì. Không biết nước gì nữa. Ờ luôn. Chỗ này kỳ kỳ đó. Có nhang thờ này. Hình như bên này bánh cúng hay gì á. Ừ. Có tờ giấy gì trên á. Cái thầy bánh cúng. Khay à. Trời, có mối thuốc không? Cái tiếng gì á? Còn căn phòng ở trong. Đây là có ai trong này? Cái đèn đâu rồi? Cái đèn đâu? Cái đèn. Mở đèn lên. Từ từ nhá, hồi nãy nghe tiếng ở trong này này. Em không biết, em không xác định được. Chắc trong này có gì. Nhưng không xác định được hướng nào luôn. Trời ơi! Gì anh? Nguyên một cái bộ xương lớn lắm. Đâu? Trời ơi! Trời ơi! Xương con gì trời? Ủa xuống nè. Ủa ơi anh.
Sướng sướng nó nhúc nhích luôn á. Bộ xương ốm. Phải không? Phải. Bộ xương lớn lắm. Ui thúi. Ơi, quý của chúi chị thúi cực kỳ luôn. Ôi. Mình lấy cái mình vô. Rồi. Vô đâu cái phòng đó chịu không nổi luôn. Bụi xương. Trời ơi, bụi xương lớn không? Ủa. Em nó ói luôn rồi nè. Chịu được không? Em say chấm mặt rồi. Em chịu không nổi ở đây nữa đâu. Em ra đây em chịu không nổi đâu. Trời ơi. Ủa. Lớn rồi. Hồi nãy á. Ói luôn rồi. Ủa. Mình chịu hết nổi luôn mọi người. Ói luôn rồi nè. Ói luôn hả? Trời. Ói luôn mọi người. Thằng em nó ói luôn quý cô chú anh chị ạ. Hồi nãy mới ghê kìa em. Mẹ, gớm á. Chạy xuống nó ói luôn rồi. Ói luôn. Chạy nước mắt, nước mũi hết rồi. Mà hồi nãy anh vô á. Vừa vô thấy cái đầu lâu, sau cái bộ xương nó nhúc nhích. Hay không anh? Giờ mình sẽ đứng đây xíu, mình vô mình coi lại ha. Về quá. Trên này có ai ở đây đâu mà sao bộ xương to dữ ta? Nó hồi đó mọi người, chịu nổi không? À, hồi nãy sợ quá, với lại nó cực kỳ hôi luôn quý cô chú chị. Nên mấy anh em chạy ra. Bây giờ mấy anh em sẽ lấy hết can đảm đi vào để xem bộ xương đó là bộ xương gì em á. Ừ, thật sự nó hôi quá em chịu không nổi luôn anh. Với lại nó mình lên cái căn nhà mà hoang vậy á. Ừ. Trời ơi. Mình cũng không ngờ là trong này có cái bộ xương như vậy đâu. Bình tĩnh anh, bình tĩnh anh. Cái gì vậy trời? Ngoài này cũng có những hình thù rất là kỳ quái này. Em cũng chả hiểu luôn cái gì luôn. Tôm. Con tôm hả? Ừ. À cái lưỡi câu của người đi biển hay sao á? Dạ. Dụng cụ để câu. Chắc gì? Tới là trong này nè, trong này vừa tới đây là thúi quắc luôn. Ui à. Anh nhìn thử xem. Chắc một người anh em vào trong đó trước còn là những người kia ngoài sao để cầm chân. Nó chặt mà nó hôi mình. Kéo dùng anh cái khẩu trang lên chỉ không nói. Lại mình cũng canh chừng nữa mọi người. Tại vì khí này rất là độc luôn. Anh bịt vậy thôi, không bịt hôi anh ơi. Bịt chưa bịt chi. Vậy anh cầm cái này đấy, em lại em khéo. Nhờ là ông em kéo mà ông che mỗi cái mỏ. Tại vì chỗ này quý cô chú anh chị nó rất là độc luôn. Lâu ngày người không tới mà là có một cái bộ xương gì trong này nữa. Đèn nào sáng lên. Cho anh vô đi. Nè, tặng thêm anh cái đèn đó nè, em soi giùm. Thúi ơi. Vô đây là mùi nồng nặc quá. Em không có khẩu trang vô không được. Thôi, vừa vào, mà. Em vào tới đây thì biết thấy cái gì đầu tiên không? Thấy gì? Cái đầu lâu. Ơi. Nè. Ốm gì vậy? Nè. Đó, như đúng lời đồn luôn mà. Trời ơi. Giờ anh tin chưa, cái bộ xương trong nhà này anh tin chưa? Ôi, đúng là bộ xuống cái này, cái đầu lâu đúng không? Thì đó, em nói rồi, em cầm tính rùa nó hôi quá rồi. Ui. Đây nguyên là một cái xác luôn nè. Đó. Anh chịu khó nín thở, anh quay cho quý cô chú anh chị xem luôn. Thôi, em thọc cái đầu vô được không? Không, đem coi quá anh ơi. Em ơi. Trời ơi. Chịu không nổi luôn rồi. Thôi, em thua rồi. Ôi, chạy ra. Để ngồi khí. Rất là ghê luôn. Tại sao là có một cái bộ xương kỳ lạ như trong này ta? Em thua rồi đó. Hàm răng này. Hôi quá. Anh ói luôn rồi. Trời ơi, nó nữa. Anh đâu rồi, anh đâu rồi? Anh làm cái đó gì? Anh còn nó luôn hả? Nín thở được 2 phút mà. Chịu nối luôn anh? Rồi, thôi mình chịu hết nối mọi người. Thôi chắc cũng lùi ra đi, hôi quá. Ủa mình chịu nối à? Ghê quá. Thôi đi ra đi. Không hiểu vì sao trên một ngôi nhà bỏ hoang trên đỉnh núi, trong một cái căn phòng rất là âm u, và xung quanh này hồi nãy giờ quên để ý này, có những cái vết giống như vết cào cấu hay là vết hỗn độn gì đó. Và ở đây có một cái bộ xương còn sót lại rất là lớn luôn. Rất là ghê quý chú chị ơi. Căn phòng này thì bước vào rất là nhiều cái bùa ngải ở đây.
và nhang khói rất là nhiều, đầy căn nhà luôn. Và khi vào cái căn phòng cuối cùng, một căn phòng rất là rùng rợn, có một cái bộ xương kỳ lạ nằm trong căn phòng. Hơi ghê quá. Một ngôi nhà rất là rùng rợn khi có một cái bộ xương kỳ lạ nằm trong một cái căn phòng tối. Rồi vừa rồi em đã khám phá xong căn nhà kỳ lạ này rồi, rất là rợn người luôn. Chắc em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của em nhé. Chào cả nhà.